Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ cho Eli ăn sáng. Eli là con bé cún nhà mình này. Mình sẽ cho nó ăn hạt trộn cùng với pate này. Một cốc hạt thôi, trộn chung với pate nữa. Xong mình giờ mình trộn hạt với cả pate lên là nó ăn được rồi. Làm như vậy thì nó sẽ kích thích vị giác của con cú nhà mình hơn, nó ăn được nhiều hơn. Đây. Các bạn đi qua đây ăn cho. Đây, ăn đi. Cú nhà mình là giống chó poodle và size là size tiny. Thì lý do mà mình chọn nuôi poodle á, thứ nhất là cái size, có nhiều size cho mình lựa chọn lắm. Thì mình lựa chọn cái size tiny, nó vừa nhỏ nhắn, nó vừa xinh xắn, nó vừa đáng yêu nữa, vừa đủ cho cái căn nhà của mình. Nhà của mình chỉ vừa đủ ở thôi. Nếu như mà nuôi một con chó bự hơn, kiểu giống size bự hơn ấy, thì nhà mình không có đủ không gian để cho nó chơi, không có đủ không gian để cho nó chạy nhảy này. Nên cái size tiny này đối với mình là ok, vừa phù hợp với mình. Còn những bạn nào mà có nhà bự hơn ấy, thì các bạn có thể chọn những cái size khác nữa, ví dụ như toy hoặc là standard nếu như mà nhà các bạn đủ rộng. Còn có một size nữa là size tí cấp nhỏ hơn con này một xíu. Lý do thứ hai mà mình lựa chọn poodle là bởi vì giá cả của nó ok. Nó không quá mắc, con bé này mình mua là 5,5 triệu còn 6 triệu á. Với cái giá đấy thì mình cảm thấy phù hợp, nó không quá mắc. Chứ mà nuôi những cái giống mà nó mắc hơn, ví dụ như 10 mấy triệu, 20 triệu thì mình không đủ tiền để mua. Cái lý do thứ ba mà mình chọn giống chó poodle để nuôi á, là vì nó ít bệnh vặt. So với những giống chó cảnh cùng size thì nó dễ nuôi hơn, nó ít bệnh hơn và nó khỏe mạnh hơn. Với những cái bạn nào mà mới nuôi chó và chưa có nhiều những cái kinh nghiệm về bệnh của chó thì các bạn có thể chọn thử giống poodle xem. Nó ít bệnh thì các bạn cũng dễ nuôi hơn ấy. Cái lý do thứ tư để mà mình chọn nuôi poodle là bởi vì nó không có rụng lông. Mình lấy nước cho nó đã. Lông của nó thì nó cứ mọc dài ra như tóc mình vậy đó. Thì nó không có bị thay lông theo mùa như là những giống chó khác, thì nhà mình lúc nào nó cũng sạch sẽ và mình cũng đỡ cái việc phải lăn lông đi. Với căn nhà nhỏ như mình mà lúc nào cũng lông lá đập trời thì sao mà nổi. Được cái là bé nhà mình nó không có rụng lông, giống poodle là nó không có rụng lông, cho nên là nuôi trong một căn nhà nhỏ như thế này rất là ok. Không rụng lông không có nghĩa là nó không bao giờ rụng một cọng lông nào đâu nhá. Nó giống như tóc mình vậy đó, mình thì mình cũng mọc dài ra đúng không, nhưng mà nó sẽ cũng có những cọng nó yếu đi thì nó bị rớt ra thôi, nhưng mà nó rất là ít đấy, cho nên là cái việc rụng lông nó không đáng kể, chứ không phải là hoàn toàn không có một cọng lông nào nha. Thứ năm là vì nó thông minh. Thì giống chó poodle là giống chó thông minh thứ hai thế giới mà, mình cũng dễ huấn luyện hơn, nó cũng hiểu ý mình hơn đấy. Đôi khi cái thông minh của nó sẽ lấy ra để mà nó bắt nạt mình ấy nhá. Giống như là mình thương nó quá thì nó sẽ bắt đầu kén ăn, nó bắt đầu lựa chọn, nó bắt mình đút này các thứ này. Là cái đấy có đó nhá. Giống poodle rất dễ bị cái đấy nhá. Tại vì sao? Tại vì nó thông minh quá cho nên là nó láo với mình đấy. Nó biết mình thương nó láo với mình ấy. Cái này thì các bạn phải có kinh nghiệm nuôi á thì nó mới không kén ăn, chứ mà các bạn mà cứ nuông chiều nó quá là nó sẽ bị kén ăn đấy. Nếu mà các bạn muốn thì mình sẽ làm thêm một cái video về cái cách mà mình cho cú nhà mình ăn để nó không bị kén ăn này, nó không bị kiểu phụ thuộc vào mình ấy, không có mình là nó không chịu ăn ấy. Thì nếu mà các bạn muốn mình sẽ làm một video về vấn đề ăn uống của Eli nữa. Cái lý do thứ sáu vì lông của poodle tạo được rất nhiều kiểu luôn. Chân ống suông, chân ống phồng nè, đầu tròn, đầu nấm, đầu củ lạc. Ô, thật nó vô vàn kiểu, xong mà còn nhuộm được màu nữa. Với một người mà làm về nghề spa như mình, chăm sóc và cắt tỉa lông cho thú cưng ấy, thì mình rất thích.
mình rất thích làm cái điều đấy, mình rất thích tạo lông, tạo kiểu các thứ cho Ellie. Nhưng mà mình đang dưỡng lông cho Ellie cho nên là lông Ellie hơi ít, mình chỉ có thể cắt được những cái kiểu cơ bản thôi. Lông của Ellie đợt vừa rồi dịch ấy nên bị rối, cho nên là mình phải cắt ngắn đi để mà nuôi lông lại từ đầu, dưỡng lông lại từ đầu. Một người thích làm đẹp này, rồi là thích tạo kiểu các thứ như mình có thể tạo kiểu được vô cùng nhiều kiểu luôn. Đó là những cái lý do mà mình chọn giống chó poodle để nuôi. Thì sau khi xem cái video này thì các bạn có muốn nuôi một bé poodle không? Ý kiến của các bạn thế nào thì hãy comment ở bên dưới nhá. Đọc bình luận của các bạn đó là một cái niềm vui khi mình làm clip đấy. Bye bye. Cái từ bye bye này mình hay nói với Ellie mỗi khi mà đi làm, cho nên là nó nghe cái từ bye bye này nó không thích tí nào. Không có đâu con, lên má nhà với con mà. Thôi tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn vào bữa ăn sau của Ellie nhá. Ellie chào mọi người đi con, chào các cô chú đi nào. Bye bye. Nhìn camera kìa. Nhìn vào camera kìa.